Thường bắt gặp câu chuyện về cô bé Alice trong truyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên của tác giả Lewis Carroll. Alice gặp mèo Chainside. Alice hỏi, xin bạn vui lòng nói cho tôi biết, từ đây tôi phải đi đâu? Điều đó tùy vào nơi bạn muốn tới, tôi không quan tâm nơi nào cũng được. Vậy đi đường nào chẳng thành vấn đề, miễn là tôi đến được một nơi nào đó. Ồ, chắc chắn sẽ đến nếu bạn đi đủ xa. Chuyện của Alice nói về một triết lý, nếu không biết điểm đến của mình thì đi đường nào chẳng được. Mặt khác, Bob Palis, một họa sĩ chuyên nghiệp tại Mỹ, từng vẽ tranh miễn phí trong suốt 20 năm trước, khi mỗi bức vẽ của ông đáng giá đến 50.000 USD, từng nói, bạn quyết định làm gì không quan trọng, quan trọng là mức độ cam kết với quyết định mà bạn đưa ra. Ở đời, điều cốt yếu không phải là chọn con đường nào, mà là mình có đi đến cùng với con đường đó hay không. Tuổi trẻ là thời gian thử nghiệm, người ta trưởng thành quá nhiều lần làm thử, vấp ngã làm lại và cứ như thế tiếp tục. Phải bắt tay vào thử thì ta mới biết được mình hợp với cái gì, phải làm thì ta mới biết là mình có khả năng hay không. Dù sao khi thử thì nếu sai lầm, ta vẫn biết được rằng cái đó thực sự không phù hợp với mình và bỏ đi để thử cái khác. Nếu ta cứ ngồi nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm không làm gì cả thì làm sao biết được cái gì. Ít ra thử mà thất bại thì có được bài học, nếu không thử thời gian thì cứ trôi mãi miết mà ta vẫn chưa làm được gì. Trong cuốn sách Tuổi 20, những năm quyết định cuộc đời, bản tác giả Mijait kể về kinh nghiệm trong những năm tư vấn tâm lý cho những người trẻ độ tuổi từ 20 đến 29. Bà nói, chúng ta nghĩ rằng trì hoãn việc ra quyết định sẽ giữ cho các lựa chọn luôn rộng mở, nhưng bản thân việc trì hoãn đã là một lựa chọn rồi. Tác giả Lindsay Pollard, mà tôi từng đề cập, cũng viết rằng, đừng nghĩ rằng bạn có thể xây dựng sự nghiệp của mình chỉ bằng cách ngồi trên giường ngủ và suy nghĩ thật lâu. Bạn làm điều đó bằng cách đặt nhiều câu hỏi và thử nhiều điều khác nhau. Cô nhấn mạnh, bất cứ lúc nào bạn thấy mình bị mắc kẹt, thất vọng, lo lắng hay lạc lối, bối rối, nản chí hay áp lực, thì với kinh nghiệm của tôi, câu trả lời luôn là hành động. Hãy làm một cái gì đó. Tôi nói với Bình những điều này và kể em nghe câu chuyện của một người bạn của tôi, tên thân mật là Táo. Một hôm Táo nhắn cho tôi, chỉ tuần sau em nghỉ làm, ra Hội An mở nhà trọ cho Tây Ba Lô. Tôi hoảng hồn, hẹn em ra nói chuyện. Họ đã suy nghĩ kỹ chưa? Em bảo em cũng mới nảy sinh ý định thôi, em thích du lịch, thích thử đầu tư, là một điều mới. Em đã tham khảo ý kiến rất nhiều người ăn lớn tuổi, từng khởi nghiệp thành công. Ai cũng bảo cầm chắc thua lỗ, nhưng em chịu lỗ, chấp nhận bỏ ra mấy trăm triệu để làm. Em nói tiền em để dành chứ chẳng ăn cắp hay vay mượn của ai. Làm lời thì ăn, làm lỗ thì học. Tôi ban đầu hơi sửng sốt về ý định liều lĩnh của cậu em ít tuổi vừa mới ra trường, nhưng sau đó nhìn lại gật gù nghĩ, ừ phải, người ta có câu khoảng cách giữa ngu dốt và hiểu biết ngắn hơn nhiều so với khoảng cách giữa hiểu biết và hành động. Bao nhiêu người nghĩ mà không làm, còn Táo chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng hễ có ý tưởng liền bắt tay vào thực hiện. Điều này phải đáng hoan nghênh. Một người bạn doanh nhân của tôi cũng kể về kinh nghiệm đầu tư của anh. Có rất nhiều cơ hội tới, mỗi cơ hội có rất ít thời gian để quyết định, đôi khi vì quá nhanh, quá hấp tấp mà anh quyết định đầu tư sai lầm. Anh mới mất vài trăm triệu vào một dự án nọ, nhưng anh không hối hận, vì lý luận của anh là nếu 10 lần mình quyết làm thì có thể là 8 lần thua và 2 lần thắng, và cả 10 lần mình đều học được điều gì đó. Nếu mỗi lần cơ hội đến mình lại chần chừ lưỡng lự không làm gì, hoặc để thời gian trôi qua quá lâu thì cơ hội vụt đi mất, chẳng biết bao giờ có lại lần nữa. Đợi đến khi có đủ thông tin để ra quyết định thì mình chỉ làm được 2 lần trong khoảng thời gian người khác làm được 10 lần, và chắc gì mình thắng được cả 2 lần đó. Thực sự là nếu bạn đang do dự trước một quyết định, hãy hướng đến lựa chọn nào đem lại nhiều trải nghiệm hơn, nhiều câu chuyện hơn. Dĩ nhiên cần tìm hiểu thật kỹ trước những quyết định lớn, nhưng đừng lo sợ trước trải nghiệm mới. Vì sao?
Vì thà làm mà thất bại thì ta còn học được. Điều đó còn tốt hơn chán vạn lần căn bệnh mà nhiều người mắc phải cả đời, thiếu hụt khả năng hành động. Nghĩ sau này lập gia đình, có con cái sẽ nói thế nào với con. Nói, cha đã từng theo đuổi đam mê của mình, đã từng khởi nghiệp, từng thử làm nghề này nghề nọ. Hay là nói, cha đã từng nghĩ tới việc làm cái này cái khác, thay đổi cuộc đời, nhưng mà cha đã quá sợ hãi để bắt đầu. Bạn chọn cách nào? Có một câu nói là con đường dài nhất là con đường từ cái đầu đến bàn tay. Ý tưởng nhiều vô kể, nhiều người có những ý tưởng rất tốt, nhưng có rất ít người biết biến ý tưởng thành hiện thực. Một người bạn của tôi từng nói, khi ai đó tâm sự với tôi về ý tưởng này khác, tôi chỉ bảo nghe tuyệt lắm, hãy làm đi. Tôi không bảo khó, bảo sẽ thất bại hay bảo lùi, cứ để họ thực hiện, hành động chứng minh tất cả. Nhà văn Trung Quốc Lộ Tấn có câu, trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi. Nếu không đi thì đường ở đâu mà có. Cho nên câu khẩu hiệu của Life là Just Do It. Hãy làm đi, làm bất cứ điều gì, vì tuổi trẻ chỉ có một lần, thời gian trôi qua là không quay lại. Thay vì chần chừ đắn đo sợ hãi, tại sao lại không thử bước ra ngoài và làm điều có ích? Còn nói theo cha ông ta ngày trước, thì học đi đôi với hành. Đi học, đọc sách, tiếp thu kiến thức là một chuyện. Phải hành động, phải thực hành mới khiến kỹ năng của ta khá lên. Việc thiếu sót năng lực hành động có thể hạn chế người trẻ hòa nhập vào thế giới. Mà để phát triển khả năng hành động, không cần phải làm gì lớn lao. Mở nhà trọ hay mở công ty, chỉ cần bắt đầu từng bước nhỏ một, hãy làm gì đó và đừng ngồi yên. Em không tự cứu thì ai cứu em? Kẻ tự giúp mình thì trời sẽ giúp cho. Quyết danh. Trong cuốn sách mà tôi yêu thích, Nơi dòng sông chảy qua của Norman Maclean, có kể về hồi ức gia đình của nhà văn người Mỹ này, một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, tình anh em, tình yêu của thiên nhiên châu Mỹ hùng tráng và dữ dội. Những con người mạnh mẽ, dũng cảm, hòa mình với thiên nhiên và chinh phục thiên nhiên. Sách hay một cách nhẹ nhàng, phù hợp với những người muốn tìm hiểu về văn hóa Mỹ. Nhưng điều làm tôi nhớ nhiều hơn về cuốn sách là khi gấp lại, tôi không dứt khỏi được cảm giác rất tiếc nuối về cái chết của nhân vật người em trai. Nhân vật này lấy nguyên mẫu từ em trai ruột của chính tác giả. Đây là một phóng viên rất xuất sắc, tài năng, cá tính ngang tàng, mạnh mẽ, vừa đẹp đẽ và tinh tế như một nghệ sĩ, lại phóng khoáng oai hùng kiểu như con người thời kỳ khai hoang mở cõi. Nhưng cái kết của sách cũng như ngoài đời thật, người em tên Paul McLean bị đánh đến chết ở một góc phố nhỏ tại Chicago. Cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân là vì những khoản nợ do bài bạc và có mối quan hệ mờ ám với xã hội đen. Cái chết của người em trai thân thiết là nỗi ám ảnh lớn, ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc đời của Norman sau này. Điều khiến tôi băn khoăn là những rắc rối của Paul đã được nhìn thấy từ trước đó rất lâu. Trong sách, Norman từng kể về việc vào trại tạm giam để bảo lãnh cho Paul ra tù vì tội uống rượu và quậy phá. Khi ông đề nghị giúp đỡ, Paul cúi mặt im lặng từ chối, không nói gì cả, hoàn toàn im lặng và chỉ ngẩng đầu lên khi chắc rằng Norman không nói gì nữa. Thái độ này làm tác giả nhớ đến tính cách cứng rắn của người em đã được hình thành từ bé khi bị người cha ép ăn cháo yến mạch. Ông kể, từng buổi sáng trôi qua, tôi và mẹ tôi kinh hãi chứng kiến vị mục sư Scotland cố ép đứa con nhỏ của mình ăn cháo bột yến mạch. Cha tôi cũng kinh hãi, lúc đầu là vì đứa con ruột của ông không chịu dùng thức ăn của Chúa, và sau một thời gian là vì đứa con nhỏ xíu của ông tỏ ra cứng rắn hơn ông. Khi vị mục sư nổi điên lên, đứa bé cúi đầu trên đĩa thức ăn và chắp tay như thể cha nó đang đọc kinh trước bữa ăn. Chỉ có một biểu hiện cho thấy nó cực kỳ giận dữ, môi nó sưng lên. Cha tôi càng phát hỏa thì món cháo càng nguội lạnh. Cuối cùng thì cha tôi bùng nổ. Và khi tác giả cố lựa lời để đề nghị giúp đỡ lúc Paul đang gặp rắc rối, điều ông đối mặt là cái cúi đầu tương tự. Tôi có đứa em họ, nói theo thành ngữ tiếng Anh thì nó là Black Sheep of the Family. Trong nhà ai cũng bảo nó là đứa có tài. Từ hồi nhỏ nó đã để lộ năng khiếu hội họa trời cho, và mọi người đều tin tưởng nó sẽ là một
tương lai sẽ có một tương lai sáng lạng khi đi theo ngành thiết kế. Nhưng không hiểu sao, thời trưởng thành của em họ tôi là một thảm họa. Nó luôn rơi vào cảnh thất nghiệp và nợ nần. Một lần nữa, một lần như vậy nó đều mượn tiền hết người này tới người khác, không chừa một ai. Một hôm tôi có việc ghé qua nhà nó, thấy trên tường ghi những dòng chữ tự nhắc nhở bản thân: dậy sớm ngồi thiền, đọc nhiều sách, không chơi game, giặt quần áo ngay khi tắm xong. Bỗng nhiên thấy tội nghiệp, hóa ra nó cũng có chút suy nghĩ để tự nhắc nhở động viên chính mình. Nhưng rồi hết lần này tới lần khác cho nó mượn tiền, tiền thì một đi không trở lại, mà cuộc sống của nó thì mãi chẳng thấy khá hơn. Cả gia đình dòng họ tôi đã nhiều lần tìm cách vực em tôi dậy mà vẫn thất bại. Ngay cả người kiên nhẫn nhất với nó là chú tôi giờ cũng lắc đầu bỏ mặc. Nghĩ đến những người như em họ tôi, đến em trai của Lamien McLean, tôi tự hỏi gia đình này, gia đình hay bạn bè của họ có thể làm được gì? Hầu như là không gì cả. Những người như vậy thật sâu bên trong họ cực kỳ yếu đuối và nhạy cảm. Họ không muốn được cứu, họ từ chối sự giúp đỡ. Khi có ai đó nói gì đến họ thì họ sẽ hoặc im lặng cho qua, hoặc nổi nóng cự cãi. Rốt cuộc con người luôn trưởng thành theo cách của anh ta. Người khác dù thân thiết thế nào cũng khó mà can thiệp được. Một người em khác của tôi bảo rằng hồi nó bị trầm cảm vì thất tình, nó chìm trong tuyệt vọng và vũng lầy cảm xúc, lẩn quẩn không lối thoát. Đã có những lúc nó rất muốn được cứu thoát khỏi cái hố mà nó đã sa vào. Nó rất mừng vì rốt cuộc cũng đã sáng mắt ra và tự kéo mình lên. Rồi nó bảo, nó hỏi tôi, không biết những người như vậy có khi nào họ mong muốn giúp đỡ mà không được. Không biết có khi nào họ đang kêu cứu mà mình không biết, và không biết liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ họ hay không. Trong cuốn Nơi dòng sông chảy qua, tác giả cũng tự hỏi mình một câu tương tự. Ở cuối truyện, tác giả kể Paul bị đánh đến chết bằng báng súng và vứt xác vào một hẻm nhỏ. Cái chết làm người cha của ông không bao giờ đi vững được nữa. Một lần cha ông hỏi, con có nghĩ là lẽ ra cha đã có thể giúp nó? Nam em trả lời ông cũng bằng một câu hỏi, cha có nghĩ là lẽ ra con đã có thể giúp nó? Nhưng câu trả lời của tôi là không. Với một đứa em họ của tôi, dù cả gia đình đưa tay ra cứu nó, cứu cho nó thoát khỏi nợ nần, hết lần này đến lần khác, nó lại ngựa quen đường cũ. Với Paul, anh đã từ chối sự giúp đỡ ngay cả khi anh cần nó nhất. Người ta không thể cứu một người không tự cứu chính mình. Bản thân người đó không tự nỗ lực thì không có ai giúp được họ. Như bao nhiêu người khác trên đời, một bạn trẻ phát hiện ra mình gay nhưng không chấp nhận bản thân mình và rơi vào trầm cảm vì mặc cảm tự ti. Một người đàn ông mập đến 100kg mà vẫn không lên kế hoạch giảm cân. Một cô gái yêu người đàn ông đã có gia đình rồi có con với anh ta bị anh ta chửi rủa đối xử thậm tệ mà vẫn không từ bỏ. Một cậu bé khép kín im lặng mãi mê cá độ bóng đá chán nản khi làm việc và lười biếng. Lười biếng không muốn lao động. Trong quá trình tư vấn hướng nghiệp có không ít trường hợp người nhà của họ nhờ tôi giúp đỡ tư vấn. Nhưng tôi luôn thấy rằng rất khó để giúp nếu người được giúp không chịu hợp tác. Chỉ mình mới cứu được mình. Điều mà họ thiếu là nắm thế chủ động để thay đổi cuộc đời. Đối với tôi, nguyên tắc thành công đến từ một điều cơ bản: sống trong thế chủ động. Cần gì thì lên tiếng, muốn gì thì đấu tranh. Kiến thức do học tập, thành tựu nhờ lao động. Chẳng có cái gì ở trên đời này tự nhiên mà có. Chủ động lèo lái thì mới có cơ may đưa con thuyền cuộc đời cập bến bờ mơ ước. Dù sóng gió, giông bão xảy ra trên hải trình vạn dặm, có giữ vững bánh lái, cầm chắc tay chèo thì mới đến được đất liền. Sống mà không biết tự cứu lấy mình, sống thụ động buông thả thì cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu trôi đó. Được chăng hay chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì giông bão cuộc đời. Cái sống thụ động có nhiều biểu hiện, như một trường hợp mà tôi từng hỗ trợ cũng là một kiểu. Khuyến khích đọc sách thì lúc đọc lúc không, hướng dẫn xong cũng không biết nói lời cảm ơn. Biết tôi có rất nhiều sách mà không mở lời mượn, không bao giờ chủ động trò chuyện, cập nhật tình hình. Đợi khi nào tôi hỏi thăm mới lên tiếng, nếu tôi không hỏi cũng không biết là em ấy đang gặp khó khăn để tìm cách giúp đỡ. Nguồn lực trong đời không thiếu, người tốt ở đời rất nhiều. Không lên tiếng chẳng ai biết mà giúp, chẳng xuống nước thì không thể biết bơi,
sống thụ động thì chẳng khác gì đời cây cỏ. Như thế khác nào tự đào hố chôn mình. Sống ở thế chủ động là chủ động học tập, chủ động hỏi han, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động gợi ý người khác giúp đỡ mình, chủ động cứu giúp mình. Chứ em không cứu mình thì ai cứu được em? Tìm kiếm bộ lạc của bạn. Rốt cuộc thì con người là tất cả những gì bạn có. Họ sẽ là phần đem lại mãn nguyện lớn nhất cho cuộc đời của bạn. Christine Hustler. Em thấy mình như người của hành tinh khác vậy chị ạ. Em bắt đầu câu chuyện với tôi như thế. Em thấy mình không hề giống những người xung quanh. Bạn học cùng thời với em giờ không thể trò chuyện được nữa vì tụi nó có những mối quan tâm khác, quá khác. Thời trang, mỹ phẩm, nam nữ yêu đương, đồng nghiệp ở sở, làm thì đi làm, về rồi bia bọt nhậu nhẹt, không thích công việc của mình nhưng vẫn cố ở lại vì không biết làm gì khác. Hàng ngày lê đến công sở, làm như những cái xác biết đi. Ở lớp đào tạo lãnh đạo, em đang học toàn những người giỏi, những người chỉ nói chuyện lập nghiệp, kinh doanh, lợi nhuận. Muốn nói chuyện văn hóa, giá trị sống liền bị gạt đi, bảo cứ phải lo kinh tế trước đã. Gia đình thì thấy em có công việc lương cao, ổn định, còn có gì để mà phàn nàn. Em bảo những lúc mọi người có chuyện thì thường tìm đến em để nhờ khuyên nhủ, còn khi em cần thì chẳng có ai muốn nói, muốn kể mà không biết kể với ai. Mà có nói cũng chẳng thấy ai hiểu mình, nên đành im lặng vậy thôi. Đôi khi thấy mình cô đơn lạc loài trong cuộc đời này. Em nói, chị biết không, có những ngày mọi thứ bên trong em đè nén, chẳng có ai để trò chuyện. Em ra bờ sông ngồi một mình, tự nói chuyện với chính mình, nhìn sông nước cây cỏ cho lòng đỡ cô đơn. Em nói, em cân nhắc rất lâu mới nhắn tin cho chị. Đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn một người lạ để nói chuyện. Không hiểu sao mà có cảm giác thoải mái kể cho chị nghe câu chuyện của mình. Em vốn là một người rất khép kín và kỹ tính trong các mối quan hệ. Tôi nhìn em thấy dâng lên một nỗi đồng cảm, nhớ những ngày ngồi giữa một đám đông nói cười mà trong lòng thì sao trống trải mênh mang, đến lạc loài như một hành tinh cô đơn, xoay xoay trong thiên hà rộng lớn, như một tảng băng đơn độc trôi dạt trong đại dương bao la. Tôi nhìn em nghĩ về những gì đang diễn ra, nhớ về điều mà một người thầy tôi từng nói. Một thời đại của những giá trị bị đảo lộn, những thứ tầm thường, giải trí rẻ tiền thì lại lên ngôi, còn những điều chân giá trị thì lại lặn xuống dưới. Người ta nhìn nhau qua vẻ bề ngoài, chạy theo vật chất theo chủ nghĩa tiêu thụ, hoặc chìm đắm vào những thú vui khoái lạc thoáng qua. Tự hỏi cái gì đang diễn ra vậy? Mọi người đang làm gì vậy? Có vấn đề gì với thế giới này vậy? Tôi đã thấy bao nhiêu người quanh mình bị cuốn theo cái vòng xoáy dữ dội đó. Thấy bất lực vì tiếng nói của mình thì quá bé nhỏ. Nhiều khi chỉ muốn bỏ đi, lên núi xây một cái chòi, sống giữa thiên nhiên và cây cỏ. Nhưng giờ tôi đã không còn muốn bỏ đi nữa. Tôi đã tìm thấy được bộ lạc của mình, sống trong một vòng tròn an lành của những người thầy, người bạn. Đã gặp bao nhiêu người tử tế, thấy được bao nhiêu tấm lòng chân thành, tốt đẹp trên đời. Đã tìm thấy những người cùng chia sẻ giá trị sống như mình, đã xây dựng được cộng đồng riêng của mình. Tôi muốn nắm lấy tay em mà nói rằng em không chỉ có một mình, rằng em không cô đơn, rằng có rất nhiều người giống em, chia sẻ những suy nghĩ như em, rằng lòng tốt và sự tử tế chân thành vẫn hiện hữu trên cuộc đời này, rằng tôi đã tìm được bao nhiêu người tốt, tốt hơn mình nhiều lắm. Chỉ cần mình lên tiếng là họ sẵn sàng giang tay ra nâng đỡ. Tôi đã tìm được ngôi nhà của mình, vòng tròn những người giống mình, những người nhận ra vấn đề với thế giới và đang cố gắng từng ngày chung tay làm cho cuộc sống trở nên tươi sáng hơn. Nên em đừng nản chí, cứ tìm rồi sẽ thấy. Nhớ thời cách đây vài năm trước, một phiên bản của tôi hướng nội và rụt rè. Tôi ít ra ngoài, đi học, đi làm, về rồi ở nhà, chỉ tham gia những hoạt động thể thao đơn lẻ, không có nhiều mối quan hệ, hạn chế tiếp xúc với nhiều người, tự cho mình là kẻ độc lập và tách rời khỏi xã hội loài người, luôn tự tin rằng mình có thể sống một mình. Nhưng mãi rồi tôi mới nhận ra rằng con người không thể, không cần và cũng không nên sống một mình. Nên tôi thử bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình, tham gia các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, đội nhóm, đi đến những bữa gặp mặt, những bữa tiệc, những sự kiện chật ních người, những chương trình từ thiện đông đảo. Không phải nơi nào tôi cũng tìm thấy những người cùng chia sẻ giá trị sống với mình.
Tôi muốn tìm những người lịch sự, hòa nhã, chân thành, quan tâm tới sức khỏe, đến việc sống cân bằng, đến tri thức và phát triển bản thân. Rồi tôi đăng ký vào một nhóm bơi, gặp những người bạn thân thiện, cởi mở và vui vẻ. Rồi tôi tham gia vào một câu lạc bộ yoga, quan tâm tới sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, lịch sự chân thành và cực kỳ tử tế. Rồi tôi gặp một nhóm tập Gita, một tập thể gồm những người tự học, tự tìm tòi, ham hiểu biết. Người anh trưởng nhóm vừa dạy Gita, vừa tổ chức các buổi đọc sách và xem phim truyền cảm hứng. Rồi tôi tham gia vào một lớp tập podcast miễn phí, là một hình thức luyện tập thể lực cường độ cao giống như đào tạo trong quân đội vậy đó. Những con người quan tâm tới sức khỏe thể chất, vui nhộn, dễ thương và nghịch ngợm. Sau mỗi giờ tập mệt muốn xỉu, những người bạn trong nhóm của tôi lại trò chuyện, xem xét lại, động viên nhau cùng tiến bộ. Mỗi khi tôi đi xa về, họ chào đón tôi như người thân trong gia đình. Và tôi thấy cuộc đời của mình dần dần thay đổi, tìm được niềm vui, thấy đời mình rộng mở, đủ đầy, mãn nguyện hơn. Khi ở bên cạnh những người giống mình, tôi tìm thấy trong những cộng đồng như thế tình bạn và sự hỗ trợ. Tôi giới thiệu những cộng đồng lành mạnh đó cho những người trẻ khác nhau, và tôi lại có cơ hội thêm nhiều người bạn ở đó. Nhiều độc giả của tôi đã trở thành bạn bè từ những buổi học yoga, podcast. Chung tôi giới thiệu những giá trị hữu ích cho người khác, và tôi nhận lại được rất nhiều ý nghĩa, điều quý giá cho bản thân. Vì đơn giản giúp người cũng là một cách để giúp mình. Người trẻ ngày nay không ít người khép kín, ngại giao tiếp, tiếp xúc phần lớn với laptop và điện thoại. Nhưng việc tìm kiếm bộ lạc riêng cho mình là một điều cần thiết. Khi sống hòa mình vào mọi người, cuộc sống trở nên thoải mái, dễ dàng và có nhiều niềm vui hơn. Dĩ nhiên mọi điều trong cuộc sống phải do bản thân mình quyết định. Hầu hết công việc bạn phải tự làm, những bộ lạc của bạn sẽ ở đó khi bạn cần, cho lời khuyên, sự nâng đỡ, hỗ trợ nhau cùng lớn lên. Mỗi bộ lạc có một văn hóa riêng, phần lớn tùy thuộc vào người dẫn đầu. Hãy tìm kiếm bộ lạc có nền văn hóa, phong cách, giá trị sống mà bạn hướng tới, đặc biệt là những nơi được dẫn dắt bởi những người lãnh đạo có tâm và có tầm, nhưng mà bạn thực sự quý mến và mong muốn trở thành trong tương lai, thì bạn sẽ học được rất nhiều từ những người như vậy. Tôi tiếp xúc với khá nhiều đội nhóm dành cho người trẻ trong quá trình làm việc của mình. Vũ, người bạn mà tôi từng nhắc đến, là sáng lập viên của câu lạc bộ sinh viên Your Club, hoạt động rất hiệu quả tại trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên tiếp xúc với câu lạc bộ, tôi thật sự bất ngờ. Câu lạc bộ được tổ chức một cách bài bản, có ban truyền thông, ban đối ngoại và ban thiết kế. Với các phần việc được chia cụ thể, các em sinh viên tham gia vào câu lạc bộ có thể làm nhiều thứ khác nhau, từ thiết kế quảng cáo, marketing, gây quỹ đến tổ chức chương trình sự kiện. Các em được hướng dẫn, được thử sức với nhiều hoạt động khác nhau, từ đó xây dựng bồi đắp kỹ năng cho mình trong suốt quá trình học đại học. Tôi bảo Hương, người đồng sáng lập Your Club, dần câu lạc bộ của bạn ấy thấy thành viên nào cũng có vẻ cá tính cả. Em trả lời, dạ, vì khi tụi em tuyển dụng không tuyển người giỏi mà tuyển người phù hợp, tuyển người có cùng văn hóa và cùng giá trị sống, để không những làm chung với nhau mà còn có thể chơi được, gắn kết với nhau ở ngoài trường học. Nên nhiều bạn nhỏ trong câu lạc bộ coi đây là gia đình trong suốt thời sinh viên của mình, một gia đình lớn cùng học, cùng làm, cùng lăn lộn gian khổ qua các chương trình, và họ cũng trưởng thành với nhau. Và Vũ, người sáng lập cho câu lạc bộ, có được rất nhiều điều hay ho khi dẫn dắt những người trẻ ấy. Em có được tình thân, có những người xem em như anh lớn trong nhà, những người anh em đồng đội sẵn sàng đội gió đội mưa làm nhiều thứ vì em. Em cần là có mặt kề vai sát cánh hỗ trợ em hết mình. Đi cho đi nhiều và ta sẽ nhận lại được không ít. Các câu lạc bộ đội nhóm còn là nơi rất tốt để phát triển những kỹ năng thiết yếu cho công việc sau này, kỹ năng tổ chức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề. Mặt khác, những người tham gia chung đội nhóm có thể là mạng lưới quan hệ để hỗ trợ người trẻ tìm kiếm được những cơ hội việc làm sau này. Những câu lạc bộ đội nhóm dành cho người trẻ không phải là ít, nhưng để tìm một nơi thích hợp với bản thân thì không phải là dễ dàng. Xã hội chúng ta vẫn còn thiếu những cộng đồng, những môi trường, những mối liên kết để hỗ trợ con người. Người trẻ với bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu băn khoăn khi bước vào cuộc sống, rời xa gia đình lần đầu và đại học, lần đầu tiếp xúc với thế giới công sở, còn biết bao những cộng đồng hỗ trợ.
Nhưng khi họ thử bước ra bên ngoài môi trường an toàn, thử tham gia vào các câu lạc bộ, đội nhóm cho người trẻ thì không phải ở đâu cũng phù hợp. Một cậu sinh viên năm 2 đại học từng chia sẻ với tôi, em đã thử đăng ký câu lạc bộ tiếng Anh, kỹ năng ở trường các câu lạc bộ của hội sinh viên, đoàn thanh niên, nhưng không thể hòa nhập được. Họ bắt gặp quá người hiếu thắng và tự tin cạnh tranh đấu đá để đi lên khoe khoang và thể hiện. Họ mãi mê vào những giá trị vật chất, thử một hai lần không tìm đâu ra được nơi mình có, rồi họ buồn bã rút vào thế giới cô độc như cũ. Nhưng đừng vì thế mà từ bỏ. Trong cuốn sách 20-something, 20-everything, tạm dịch là tuổi đôi mươi, nữ tuổi quyết định tất cả, của tác giả Gretchen Haller có viết: hãy tìm những người giống bạn, những người nâng đỡ bạn, những người giúp bạn được là chính mình, và bao quanh cuộc sống của mình với họ. Tin tôi đi, họ ở đâu đó ngoài kia thôi. Hãy tìm kiếm bộ lạc của mình, để em thôi không còn là một hành tinh cô độc.